Xin chào các bạn, trên tay mình là Sony Xperia Z3. Đây chỉ mới là cái phiên bản thử nghiệm thôi, nhưng mà về mặt hình thức thì nó đã được gần như hoàn thiện 100%. Cho nên là mình sẽ nói nhiều về cái thiết kế của nó. Thì các bạn thấy là chiếc Z3 này, cái kích thước của nó gần như là không thay đổi so với Xperia Z2. Chúng ta vẫn có một cái màn hình kích thước 5.2 inch và độ phân giải là Full HD. Ở mặt trước này thì nó có thêm một cái điểm mới là cái phần loa ngoài được bổ sung thêm một cái nằm ở dưới màn hình, và cái loa thứ hai thì nó nằm ở chung cái vị trí với cái loa thoại của máy đó. Và cái phần viền của chiếc máy này là cái được thay đổi nhiều nhất, và nó tạo ra cho mình một cái cảm giác cầm rất là tốt. Mình cảm thấy là thích hơn so với chiếc Z2 ngày xưa, bởi vì là các bạn thấy cái phần viền này nó được làm bằng kim loại và được bo tròn mạnh từ trên xuống dưới luôn đó, từ mặt trên của chiếc máy và nó bo thẳng xuống dưới này, chứ nó không có còn làm theo cái kiểu là nó vát hai bên giống như là Xperia Z2. Cho nên là nhìn vào chúng ta sẽ có một cái cảm giác là nó đơn giản hơn, nó nhẹ nhàng hơn, và cái cảm giác cầm nó cũng mềm mại hơn, chứ nó không có còn cứng nhiều như là cái chiếc Z2 trước đây. Đó. Toàn bộ bốn cái cạnh của máy thì đều được bo tròn tương tự như vậy. Đó. Được làm bằng kim loại, riêng bốn cái góc của máy thì lại được làm bằng nhựa chứ không phải là kim loại. Thì có lẽ là Sony muốn giảm bớt cái tình trạng là chúng ta có thể vô tình làm rơi rớt hay là mà móp máy gì đó ở những cái góc này thì nó rất là dễ móp, rất là xấu. Đó, vị trí những cái cổng kết nối và những cái nút bấm thì nó gần như là giữ nguyên hết. Đó, chúng ta bên đây có một cái khe cắm sạc micro USB cạnh trái, cho còn có thêm cái chân cắm kết nối với cái đốc sạc đó, cái lỗ dùng để kết nối với những cái dây đeo đó. Ở bên dưới thì không có gì hết. Bên phải này thì chúng ta có cái khe cắm nano sim và khe cắm thẻ nhớ micro SD nằm chung trong một hai cái khe, và có nắp đậy để mà chống nước thấm vào. Cái phím nguồn này thì nó được thiết kế tương tự như là những cái máy Sony khác, có kiểu tròn màu kim loại được làm nhô lên hai cái phím âm lượng và phím chụp hình. Thì những cái phím này nó được làm rất là tương đồng với cái màu của cái khung máy, tuy nhiên là mình thấy cái độ nổi của nó chưa cao, nó hơi chìm, cho nên là cái cảm giác bấm của nó chưa có được tốt cho lắm đó. Ở trên thì cái cổng âm thanh 3.5 thì không có được trang bị thêm cái nắp che bảo vệ, và đây là cái mic quay phim. Mặt sau của chiếc máy thì giống y hệt như là cái chiếc Z2, chúng ta vẫn có một cái lưng máy rất là bằng phẳng và bằng nhựa, và nó giả kính nhìn rất là trơn bóng và nó bám dấu vân tay rất là kinh đó. Thì ở đây chúng ta có một cái cụm camera và đèn flash đơn. Thì đây là cái máy thử nghiệm cho nên là Sony không có in những cái thông số lên đây, nhưng mà một những cái tin rò rỉ mà chúng ta biết được thì cái camera này nó vẫn có độ phân giải là 20 megapixel, có thể quay phim được 4K. Đó, bên dưới thì chúng ta có thêm cái logo của Xperia. Nói về cảm giác cầm thì mình thấy là tốt hơn so với chiếc Z2. Cầm nó cảm giác là nó mềm mại hơn, tuy nhiên nó cũng cho cảm giác là trơn hơn rất là nhiều, chứ nó không có được chắc tay như là cái chiếc Z2 cũ cho lắm. Về phần mềm thì mình chưa có muốn nói nhiều về cái phần mềm của nó, bởi vì đây chưa phải là cái máy chính thức. Nhưng mà nhìn sơ qua thì cái giao diện của chiếc Xperia Z3 này nó gần như là không có nhiều thay đổi. Chúng ta thấy là những cái icon của máy thì có vẻ như là nó to hơn so với cái phiên bản cũ, và chiếc máy này thì nó đang chạy trên Android 4.4.4 đó, 4.4.4, và cấu hình thì chúng ta gồm có một con chip xử lý Snapdragon 801 4x2.5GB, có 3GB RAM và bộ nhớ trong là 16GB. Và ở đây có một cái điểm mới về cái phần công nghệ xử lý âm thanh, đó là trong cái phần mềm nghe nhạc Walkman của Z3 thì nó có thêm cái công nghệ gọi là DSEEHX. Thì cái công nghệ này nó sẽ giúp tăng cường cái chất lượng âm thanh của những cái file nhạc nén, file nhạc MP3 lên một cái mức cao hơn, Hi-Res. Đó thì nó sẽ cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh nghe hay hơn. Đây là một cái điểm mới. Và thêm một cái nữa đó là trong cái setting nó có thêm cái phần headphone này, thì nó sẽ liệt kê những cái tai nghe chính hãng của Sony. Thì các bạn dùng tai nghe nào thì chúng ta
lựa chọn vào cái tai nghe đó thì nó sẽ tối ưu cái âm thanh, dòng âm thanh ra thì nó sẽ tối ưu theo những cái phần cứng thiết kế của tai nghe này, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái âm thanh nó có lẽ là nó sẽ hay hơn. Tai nghe nào thì chọn cái profile đó. Chúng ta cùng nhìn lại một chút về cái chiếc Z3 này. Thiết kế trọng lượng gần như không thay đổi, chúng ta có viền kim loại bo tròn đều, mặt lưng thì y chang giữ nguyên. Đó, cảm giác cầm tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn.